Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ giúp em học sinh lớp 8 định học phần hình học phẳng. Chương 3: Định lý Pythagore, các loại tứ giác thường gặp. Bài đầu tiên đó là bài 1: Định lý Pythagore. Về phần định lý Pythagore thì trong bài này chúng ta cần phải nắm được hai định lý, một định lý thuận và định lý đảo. Định lý thuận là trong một tam giác vuông, bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Tức là nếu ta cho cái tam giác ABC vuông tại A như ở hình 2 thì BC là cạnh huyền. Vậy bình phương độ dài cạnh BC bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông, tức là bằng AB bình cộng AC bình. Phần thứ hai cần phải nắm chắc đó là định lý Pythagore đảo. Định lý này cho biết là nếu một tam giác có bình phương độ dài của một cạnh bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. Tức là nếu cái tam giác ABC có cạnh BC bình phương bằng AB bình cộng AC bình thì suy ra cái tam giác ABC vuông tại A. Bài tập ở trang 61, bài tập số 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, tính độ dài cạnh BC nếu biết AB bằng 7, AC bằng 24. Bài số 1 phần A này, do tam giác ABC vuông tại A. Khi nó vuông tại A thì cạnh BC sẽ là cạnh huyền. Do đó ta có BC bình phương bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Ở đây lý do là định lý Pythagore. Ta thay số vào thì ta có được là BC bình phương bằng AB đề bài cho bằng 7 cm, như vậy là 7 bình phương cộng với AC là 24 cm, thì ta thay AC bằng 24 rồi bình phương. BC bằng 7 bình phương cộng 24 bình phương thì thực hiện tính toán ta được kết quả là 625. Do đó BC bằng căn bậc 2 số học của 625, nó bằng 25. Đơn vị là cm. Ta sang câu B. Tính độ dài cạnh AB nếu viết cạnh AC bằng 2 cm và cạnh BC bằng căn bậc 2 của 13 cm. Thế thì chúng ta cũng vẫn làm tương tự như trên, nhưng mà để giúp để tính AB thôi. Như vậy ta cũng vẫn lập luận là tam giác ABC vuông tại A nên BC bình phương bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Lý do là định lý Pythagore. BC thì bằng căn 13, như vậy BC bình phương là căn số học của 13 tất cả bình phương, bằng AB bình phương cộng với AC bình phương thì AC là 2, rồi đem bình phương. Từ đó ta suy ra AB bình phương bằng căn 13 bình phương là 13 trừ đi 2 bình phương là 4. 13 trừ 4 thì bằng 9. Từ đó AB bằng căn bậc 2 số học của 9 bằng 3, đơn vị là cm. Cũng tương tự như vậy đối với phần C, là tam giác ABC vuông tại A nên BC bình phương bằng AB bình phương cộng với AC bình phương theo định lý Pythagore. Ta thay số vào thì ta có BC là 25. Như vậy 25 bình phương bằng AB bình phương, tức là 15 bình phương cộng với AC bình phương. Từ đó ta có AC bình phương thì bằng 25 bình phương trừ cho 15 bình phương. Ta tính 25 bình phương trừ 15 bình phương thì hoặc là chúng ta tính nhẩm bằng cách là sử dụng hàng đẳng thức của hiệu của hai bình phương, hoặc là chúng ta tính trực tiếp thì kết quả bằng 400. Từ đó suy ra AC bằng căn số học của 400 và bằng 20, đơn vị là cm. Ở trong bài tập số 1, nếu cho một tam giác vuông biết độ dài hai cạnh thì chúng ta tính được cạnh còn lại nhờ định lý Pythagore. Trước khi vào bài 2, các em vui lòng tặng cho cô một like. Nếu em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Tiếp theo chúng ta vào bài tập số 2, trang 62, là tính độ cao của con diều so với mặt đất ở hình 11. Thế thì trong ở bài số 2, trang 62 á, thì chúng ta đặt tên như trong hình vẽ. Sau đó ta giải bài toán này như sau. Để tính độ cao của con diều so với mặt đất thì chúng ta phải tính cái độ dài AB cộng với độ dài CD. Như vậy chúng ta phải tính AB nhờ định lý Pythagore. Như vậy tam giác ABC vuông tại A nên BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Lý do là theo định lý Pythagore. Thay số vào thì ta có hay là 50 bình phương bằng AB bình phương cộng với 25 bình phương. Từ đó suy ra AB bình phương bằng 50 bình phương trừ đi 25 bình phương. Thực hiện tính thì được kết quả là 1875. Do đó AB bằng căn bậc 2 số học của 1875.
Sử dụng máy tính cầm tay tính căn bậc 2 số học của 1875 thì bằng 25 căn 3. Đơn vị là mét. Độ cao của con diều so với mặt đất là, ta lấy AB đem cộng với 1, vậy bằng 25 căn 3 cộng với 1. Nó xấp xỉ 44,3 mét. Vậy độ cao của con diều so với mặt đất khoảng 44,3 mét. Tiếp theo ta sang bài tập số 3 trang 62. Người ta cho cái hình vẽ 12, lần lượt tính độ dài các cạnh huyền ABCD của các tam giác vuông trong hình 12. Sau đó hãy dự đoán kết quả của các cạnh huyền còn lại. Ta đặt tên như trong hình vẽ. Đầu tiên ta đi tính độ dài A nhỏ bằng cách như sau. Tam giác ABC vuông tại A, nên BC bình phương bằng AB bình phương cộng với AC bình phương theo định lý Pythagore. Hay BC chính là A đem bình phương bằng AB bình là 1 bình phương cộng AC bình là 1 bình phương, nó bằng 2. Từ đây ta sẽ suy ra được A bằng căn số học của 2, đơn vị dài. Tiếp theo ta xét cái tam giác BCD, nó vuông tại C, nên BD bình phương bằng BC bình phương cộng với CD bình phương. Lý do là theo định lý Pythagore. Hay BD thì được ký hiệu là B, như vậy nó là B bình phương bằng BC bình phương, thì BC chúng ta vừa mới tính được là A, nó chính là A bình phương cộng với CD bình phương là 1 bình phương. Vậy bằng A là căn 2 tất cả bình phương cộng với 1 bình phương, thì căn 2 bình phương là 2, 2 cộng 1 thì là 3. Từ đó ta suy ra B bằng căn số học của 3, đơn vị dài. Để tính C thì chúng ta dựa vào tam giác vuông BDE. Tam giác BDE vuông tại D, nên BE bình phương bằng BD bình phương cộng với DE bình phương theo định lý Pythagore. Hay BE thì người ta ký hiệu là C, tức là C bình phương bằng BD bình phương là B bình phương cộng với DE bình phương là 1 bình phương, mà B là căn bậc 2 của 3, cho vào trong ngoặc bình phương rồi cộng với 1 bình phương. Căn 3 bình phương là 3, 3 cộng với 1 bình phương là 1 thì bằng 4. Từ đó ta suy ra C bằng căn bậc 2 số học của 4, mà căn số học của 4 thì bằng 2, đơn vị dài. Để tính D ta dựa vào tam giác BEF vuông tại E. Tam giác BEF vuông tại E, nên BF bình phương bằng BE bình phương cộng với EF bình phương bằng BE chính là C, C bình phương cộng EF bình phương là 1 bình phương, tức là bằng C là 2 bình phương cộng với 1 bình phương. 2 bình phương là 4 cộng với 1 thì bằng 5. Lý do là theo định lý Pythagore. Suy ra BF bằng căn bậc 2 số học của 5, hay BF chính là D bằng căn bậc 2 số học của 5, đơn vị dài. Phần tính độ dài ABCD chúng ta sử dụng định lý Pythagore, và ta thấy là nó tăng dần từ căn số học của 2 lên căn số học của 3, lên căn số học của 4, lên căn số học của 5. Như vậy từ đây chúng ta sẽ dự đoán kết quả của các cạnh huyền còn lại. A bằng căn 2, B bằng căn 3, C bằng căn 4, D bằng căn 5. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra E bằng căn số học của 6, đơn vị dài. F bằng căn số học của 7, đơn vị dài. G căn số học của 8, đơn vị dài. H bằng căn số học của 9 bằng 3, đơn vị dài. Y bằng căn số học của 10, đơn vị dài. G bằng căn số học của 11, đơn vị dài. K là căn số học của 12, đơn vị dài. L bằng căn số học của 13, đơn vị dài. Và cuối cùng là M bằng căn số học của 14, đơn vị dài. Ta sang bài số 4 trang 62. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông trong các trường hợp sau. Câu A, cạnh AB bằng 8 cm, AC bằng 15 cm và BC bằng 17 cm. Ta đi vào giải ngay câu A. Thì đầu tiên ta xét tam giác ABC.
trong ba cạnh AB, AC và BC thì cạnh BC lớn nhất, rồi ta tính riêng cạnh BC bình phương. Thì BC bình phương bằng 17 bình phương thì bằng 289. Còn tính tiếp cạnh AB bình phương cộng với AC bình phương là hai cạnh còn lại, đem tính tổng bình phương của nó thì bằng 8 bình phương cộng với 15 bình phương. 8 bình phương là 64 cộng 15 bình phương là 225. Tổng cộng cũng bằng 289. Do đó BC bình phương bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Ta kết luận là vậy. Tam giác ABC vuông tại A. Lý do là theo định lý Pythagore đảo là cạnh lớn nhất bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Ở trong câu B, ta xét tam giác ABC có cạnh lớn nhất đó là cạnh AB, cho nên ta tính AB bình phương, tính riêng, bằng 29 bình phương. Thực hiện tính 29 bình phương thì bằng 841. Tổng hai cạnh còn lại là AC bình phương cộng với BC bình phương thì bằng 21 bình phương cộng với 20 bình phương. Thì ta biết 21 bình phương là 441, 20 bình phương là 400, cộng lại bằng 841. Do đó AB bình phương bằng AC bình phương cộng với BC bình phương. Vậy tam giác ABC vuông. Nhưng bây giờ cái cạnh huyền là cạnh AB, do đó cái góc đối diện với cạnh huyền chính là góc C. Vậy tam giác ABC vuông tại C theo định lý Pythagore đảo. Ta sang ý C, cũng xét tam giác ABC có trong ba cạnh AB, AC và BC thì cạnh AC lớn nhất. Ta lấy cạnh AC đem bình phương bằng 37 bình phương. Thực hiện tính được kết quả là 1369. Vậy còn lại ta tính tổng bình phương hai cạnh AB bình phương cộng với BC bình phương bằng 12 bình phương cộng với 35 bình phương. 12 bình phương là 144 cộng với 35 bình phương thì 1225. Kết quả bằng 1369. Do đó AC bình phương thì bằng AB bình phương cộng với BC bình phương. Ta thấy cạnh lớn nhất là cạnh AC thì góc đối diện với cạnh AC chính là góc B. Do đó lúc này tam giác ABC sẽ vuông tại B theo định lý Pythagore đảo. Tiếp theo ta sang bài số 5 trang 62. Cho biết cái thang của một xe cứu hỏa có chiều dài 13m, chân thang cách mặt đất 3m và cách tường của tòa nhà 5m. Tính chiều cao mà thang có thể vươn tới. Chúng ta đặt tên như trong hình vẽ. Để tính chiều cao mà thang có thể vươn tới, đó chính là chiều cao AC. Muốn tính AC thì ta đi tính BC, sau đó tính thêm BA. Sau đó ta giải bài toán như sau. Tam giác BCD vuông tại B. Ta có CD bình phương bằng BC bình phương cộng với BD bình phương theo định lý Pythagore. 2. CD bình phương là 13 bình phương bằng BC bình phương cộng với BD bình phương là 5 bình phương. Từ đây ta sẽ suy ra được BC bình phương bằng 13 bình phương trừ đi 5 bình phương. Thực hiện tính thì ta được là 13 bình phương trừ 5 bình phương bằng 144, hoặc chúng ta dùng hạng đẳng thức hiệu của hai bình phương cũng tính được ra như vậy. Từ đó ta sẽ suy ra được BC bằng căn số học của 144 bằng 12, đơn vị là mét. AC thì bằng AB cộng với BC. AB thì bằng DE cộng với BC. Vậy bằng 3 cộng với 12 bằng 15m. Sau đó chúng ta trả lời là chiều cao mà thang có thể vươn tới là AC bằng 15m. Bài 6 trang 62. Một con thuyền đang neo ở một điểm cách chân tháp hải đăng 180m. Cho biết tháp hải đăng cao 25m, hãy tính khoảng cách từ thuyền đến ngọn hải đăng. Thế thì chúng ta cũng đặt tên. Chân hải đăng là điểm A, ngọn hải đăng là điểm B, và có chỗ vị trí con thuyền là điểm C. Đặt vị trí các điểm A, B, C như hình vẽ. Ta giả sử hải đăng xây vuông góc với mặt đất, thì ta có cái tam giác ABC vuông tại A, nên BC bình phương bằng AB bình phương cộng với AC bình phương theo định lý Pythagore. Ta thay số vào, hay là BC bình phương
bằng AB thay số bằng 25 bình phương cộng với AC là 180 bình phương. 25 bình phương thì bằng 625 cộng với 180 bình phương bằng 32.400. Thực hiện tính tổng thì ta được 33.025. Từ đó ta tính BC bằng căn số học của 33.025. Sử dụng máy tính cầm tay thực hiện tính căn số học của 33.025 thì nó xấp xỉ bằng 181,73 đơn vị là mét. Ta trả lời: vậy khoảng cách từ thuyền đến ngọn hải đăng, vì nó là số gần đúng cho nên ta trả lời là khoảng 181,73 mét. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.